kèo kéo, bà con ta biết kèo kéo hết sao bà con, đêm đêm mà hát đầy đường à, cũng hát nhiều người hát hay lắm, nhưng mà kèo kéo này không phải nói về chuyện đó, mà muốn nói với bà con rằng kèo kéo ai ăn được và người không ăn được. Vì sao? Những người không nên ăn kẹo kéo đó là những người có bệnh tim mạch, bệnh huyết áp, bị vã mồ hôi, cơ thể mất nước, ha, nghiến răng, ha, ha, buồn nôn, co giật, lớn tuổi từ 60 tuổi trở lên, xương khớp, trẻ em từ 15 tuổi trở xuống là không nên ăn kẹo kéo. Còn ngoài ra, kẹo kéo nó tác dụng tốt vô cùng. À, ngoài những bệnh như trên thì kẹo kéo nó cũng có lợi cho sức khỏe, tốt cho não bộ, giảm stress, có lợi cho tim mạch, kéo dài tuổi thanh xuân. Không ăn quá 40 gram một ngày nha bà con, như vậy thì tốt bà con ơi. Con chúng tôi ngày nào cũng có ra 4 video đời sống và sức khỏe, bà con thấy được vui lòng chia sẻ để ủng hộ chúng tôi và mọi người cùng nhau khỏe mạnh, chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh khỏe và đăng ký kênh để 4 video sức khỏe và đời sống của chúng tôi, bệnh gì ăn gì và bệnh gì không nên ăn gì, để đến với quý vị nha bà con. Bà con đó là kèo kéo, bà con ơi, kèo kéo nói rằng là tim mạch là không ăn được, huyết áp, vã mồ hôi, cơ thể mất nước, nghiến răng, buồn nôn, co giật, lớn tuổi từ 60 tuổi trở lên, xương khớp 15 tuổi trở xuống, trẻ em 15 tuổi trở xuống. Ngoài ra là nó tốt khi ăn kẹo kéo có những bệnh như trên thì nó còn lại là nó tốt, nó có lợi cho sức khỏe, nó tốt cho não bộ, giảm stress, có lợi cho tim mạch, kéo dài tuổi thanh xuân. Không ăn quá 40 gram, không ăn quá 40 gram một ngày, như vậy thì sức khỏe bà con ta tốt. Bà con ơi, nhớ đăng ký cho 4 video sức khỏe và đời sống của chúng tôi để giúp em con sớm, và như vậy cũng ủng hộ chúng tôi. Và đồng thời chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe, chia sẻ cho mọi người cùng nhau khỏe mạnh bà con ơi.